chưa đủ chắc mình muốn à. Ủa, cái túi của ai hả ta? Để nằm ngủ cũng được. Nó đi rồi, cái nhà sáng lên liền. Hên là năm nay không có nhận 2 tháng 7, chứ thôi là tiêu với nó rồi. Ủa, chẳng lẽ mình giống Đường Quyền Trang, trải qua 81 kiếp nạn mới hết khổ với thằng này. Thôi cũng cái tính gì tính. Vậy thì mọi chuyện xui kẻ cái con. Trời, chứ có mọi chuyện gì vậy? Cha vợ con đâu rồi cha? Trời, mày nữa hả? Em nữa. Anh về đây làm chi? Cha ông lên tấp tấp tìm chồng cho tôi rồi. Trời cha, cha có sao không cha? Ngồi dậy, ngồi dậy. Trời ơi, già mày thấy cha tao, tao có gãi con Sương nào không? Nó không gãi mà nó văng ra ngoài luôn rồi cha ơi. What? Tào lao. Em, cha, con vừa lượm được túi tiền với vàng khoảng 30 tỷ. Mày. Tiền đâu trên trời rơi xuống cho mày lụm 30 tỷ chứ đâu phải 30 ngàn mày. Chắc là lời thì thầm của đá đó cha. Là thiệt đó cha. Cha ơi, dằn thiệt cha ơi. Cha, dằn thiệt, dằn thiệt. Cha, cha. Tao đâu có đuôi. Giờ sao cha? Vô nhà đi rồi tính. Đi. Tiền nhiều quá chứ ơi. Kỳ nãy hả, con đi lên xì phố, con xăm mày, xăm môi, cắt mắt, sửa mũi ha, con đặt xe lại hết. Tôi mua hộp sòn, tôi cống từ đầu cho tới giò ha, cho nó sáng chói ra đường cho mấy con nhỏ hàng xóm hả, nó lé mắt chơi. Còn tao chuyến này, tao đặt vé máy bay bay qua bên Thái luôn. Chi dạ? Trị bệnh trị chứ làm chi. Mấy ngày nay nó hành tao thốn quá chịu không nổi. Sẵn tham quan nước Thái cho biết với người ta. Xong rồi hen, tao mua cái vàng nhạc sống chà bá luôn. Tao về tao hát 7 ngày 7 đêm cho bà Út kế bên bà điếc rủ ráng chơi. Còn con hả? Con mua nguyên một trại gà chiến luôn. Con qua thò mò con đá, con làm vua ở bên bển luôn. Mà không được đâu bé, lỡ tiền phi pháp rồi làm sao? Mình có tiền thì mình cứ xài thôi, tới đâu tính tới đó đi cha. Đúng rồi đó cha, chơi đi hậu quả tính sao. Không được, bây giờ tao phải đem tiền lên nạp cho công an. Rồi cha, cái nói gì kỳ vậy, con không chịu đâu, tự nhiên nạp tiền cho người ta. Đúng rồi đó cha, nằm mơ cha cũng có số tiền này đâu. Mày cãi lên tao phải không? Mày muốn rước họa vào thân phải không? Không được, chứ cãi rồi con. Nếu mà cha nói vậy hả, vậy mình chia làm ba phòng đi. Phòng cha giữ, phòng con giữ. Quả hả, con chịu cho. Đúng rồi đó cha, tự nhiên con lụm. Bây giờ cha kêu nộp công an hết. Phòng cha nộp đi. Còn con với vợ con, có gì con với vợ con chịu. À, hay là cha thấy tiền nhiều quá, cha nói báo công an, để cha giếm hết một mình chứ vậy. Mày nói vậy mày nói được hả? Tao nuôi mày từ nhỏ tới lớn, chi qua đồng tiền bẩn, mà mày nói vậy với tao hả? Ai biết được cha, vì tiền hả, người ta có thể làm tất cả mọi thứ. Mày đưa đây. Mày. Tôi hỏi đây phải nhà anh Tạo không anh? Dạ, dạ phải. Mà sao mấy anh biết mà mấy anh tới lẹ vậy? Em nói vậy là cầu mấy anh tha cho em. Để em kêu vợ em ra. Em ơi, em ơi. Kêu vợ anh ra đây làm cái gì? Chúng tôi đến đây để làm việc với anh. Tại sao? Dạ. Tại sao?
Tại sao gửi mời anh ba lần rồi mà anh không có vaccine mũi 4? Ủa? Nãy giờ anh nói là vụ này hả? Chứ gì nữa? Ủa em nhớ em chích vaccine 4 lần rồi mà. Vậy hả? Không nói lộn. Mà anh chích mũi 4 hồi nào? Trời ơi, em chích nay 2 ngày rồi sếp ơi. Nó hành em mới muốn sụi cái vai luôn nè. Chấp hành tốt, vậy thôi chúng tôi đi về. Vậy em bye bye sếp nha. Gì vậy? À, không có gì sếp. Chào chào ông chú em. Thôi đi, đi vô nha, đi vô chanh. Tụi mày buông tôi lại, mày làm gì vậy? Đây là của con. Cha nha. Em cha sao nè? Cha. Trời, cha. Cha. Cha có sao không cha? Cha tỉnh dậy đi cha. 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 Mày báo hiếu tao vậy đó hả? Cha, con xin lỗi cha. Tại con thấy tiền nhiều quá con tham. Con xin lỗi cha ơi. Gì tiền mà mày làm với tao vậy đó hả? Mày có tiền, tao không còn, mày có vui không? Cha ơi, tụi con xin lỗi. Tụi con lấy tiền, tụi con nộp công an liền. Nha cha, cha. Tiền quan trọng hơn tình thân phải không? Ê. Ê. Cha. Cha mẹ gì đây? Mày biết chỗ này có ai không mà mày nằm đây? Trời ơi. Rồi mày còn nằm lên cái túi của tao nữa. Cha. 30 tỷ. Cái gì đây? Đừng có tội. Cha ơi. Không biết giờ này thằng chồng con đang ở đâu nữa. Giận thì giận thiệt á, mà thương thì thương. Xa nó có nửa ngày mà như 12 tiếng vậy đó. Không ai. Con đi kiếm chồng con về nha cha. Ôi, mày đi kiếm nó làm gì? Tới giờ cơm nó đấu cho nó lết đầu nó về chứ gì. Nó không có đi khỏi nhà này được đâu. Nó còn báo tao nữa mà. Con sợ thằng chồng con nó không dám về á cha. Ôi, hơi nào mày lo. Nó đói nó tự nó kiếm ăn chứ gì. Mà nói đói tao mới nhớ mấy ngày nay sao tao thèm gà luộc quá. Ngồi mày đi mua giùm tao con coi. Dạ. Ý, ai giống chồng con về kìa cha. Mày thấy không, tao nói đâu có đó mà. Cha ơi, con về rồi nè. Mùa này là mùa vu lan báo hiếu. Con về con báo hiếu cho cha nè. Con có đem con gà luộc về cho cha nè. Con cực khổ lắm mới có hả cha. Cha ăn đi. Ủa, sao anh biết cha đang thèm gà mà anh đem về hay vậy? Ủa, vậy hả? Vậy cha ăn đi. Để nó nguội à. Gà đâu mà ngon dữ mày. Ở đây nè cha. Ngày mai tôi cúng gà. Mấy ông về ăn phụ hộ cho tụi nó đánh tanh nó đừng có cãi lộn. Ngày nào nó cũng cãi lộn hết à. Bà này nãy giờ nói cái gì lâu dữ ta. Anh xong chưa hả? Còn nửa tiếng rồi chưa xong nữa. Từ từ mày, tao đang giấy. Bà mẹ nó lẹ thiệt chứ, tao chưa giấy xong rồi. Ngày anh ba sinh ra trong một ngày mưa bão buồn, hôm đó trời mưa anh ba lớn lên không được hạnh phúc trong kẹo gái. Vì anh không như bao thanh niên cùng chung sớm, mà công dân cá biệt tuổi thơ anh mang nhiều bao đắng cay. Bị công an bắt. Thời gian trôi qua nhanh con đường trong gái bắt đầu. Anh ba đập đá khi anh lớn lên giang hồ nổi sông. Chuyển qua đánh lộn đời anh ba không, ba không gì là chưa trải qua. Chân tầm bậy dắn nghi đến ba. Là vậy đó cha. Vậy là cha ăn đồ của cô. Nữa hả? Ê, nó tới quay. Cô đâu vậy? Lớn rồi, sống ít nhiệm chưa đi chú. Tao đâu biết gì, tao đâu biết gì, nó đem về tao mới cắn con miếng à. Cái gì mà cắn miếng, con đến giao hàng mà. Ủa, tao đâu có đặt gì đâu. Nè, địa chỉ gì đó đem nè.
Đâu? Mày đâu địa chỉ tao nghe coi. Thì nè, địa chỉ gửi tới. Dùng ngoại ô tôi có căn nhà tranh. Tuy bé nhưng thật xinh thắng ngày sống riêng một mình.